China again, Chinatown ở London lớn lắm nha. Food các bạn, đủ thứ food hết. Bao nhiêu loại suối để phải chu ông dù là không có chịu ăn đồ ăn Tây đâu nha, phải kiếm đi đồ ăn châu Á mới chịu. Vô đồ ăn Tây là ông cầm nghĩa ông chống nghĩa ăn một món nào hết đó.